Hello, xin chào. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Video hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cách cắt kiểu chân phương truyền thống theo cách cơ bản nha. Trước tiên thì tôi sử dụng kéo răng và lược tỉa trước cái form đầu này nha các bạn. Tóc này tương đối dài và dày ha. Và chất tóc này nó sẽ bung nha các bạn. Ở đây thì chúng ta bắt tóc từng lớp chúng ta tỉa nha các bạn. Tỉa tầm khoảng 1/3 của ngọn tóc trở về phía ngọn ha. Và mỗi một lớp tóc như vậy chúng ta tỉa dài kéo cho cái tóc nó mỏng các bạn vừa là được rồi. Các bạn đừng tỉa sâu quá ha. Tỉa sâu quá thì nó sẽ lủng lỗ và nó bung chỉa nha. Sau khi tôi xử lý tỉa xung quanh cái form đầu nó đã mỏng vừa thì ở đây sử dụng lược và tông, chúng ta kê lược đi tông nha. Đây là kiểu chân phương thấp nha các bạn. Viền tính từ chân viền phía trên vành tay lên tầm khoảng 1-2 cm nha. Chúng ta cái nền tóc này nó bung chỉa về phía trước nha. Và ở đây đi cao thì nền nó sẽ bung nhiều các bạn. Nên thì chúng ta đi càng thấp càng tốt ha. Cách cắt cơ bản thì chúng ta kê lược đi khung phía trên trước nha các bạn, cũng tùy theo cách cắt của mọi người ha. Ở đây thì tôi thường là kê lược đi khung trước và sau đó chúng ta đi nền liên kết từ giữa lên cho nó liền mí ở cái đoạn trên. Và cuối cùng chúng ta áp tông đẩy cái viền ở dưới chân viền này và chấn viền trước và sau mai và chấn luôn cái chân mai này luôn ha. Phía sau vành tay bên trái này cũng cắt tương tự như phía trước nha các bạn, cũng tính từ chân viền lên tầm khoảng 1-2 cm ha. Và chúng ta đi khung phía trên trước và làm mượt nền liên kết từ giữa lên và sau đó chúng ta chấn luôn cái viền phía sau vành tay bên phải này và chúng ta vuốt ở cái chân viền cho nó sạch sẽ một lần nữa là được rồi ha. Cắt tới đâu thì tôi làm sạch sẽ chân viền tới đó luôn các bạn, khỏi quay lại chỉnh sửa ha, chỉ cần cạo viền cho nét là ok. Ở form sau này cũng áp dụng quy trình cắt giống như cái size bên trái nha các bạn, cũng kê lược đi khung phía trên trước và chúng ta đi nền liên kết từ giữa lên cho liền mí lên cái khung đầu tiên ha. Và cuối cùng chúng ta áp lưỡi tông, chúng ta vuốt lại cái chân viền và chấn luôn cái viền ở gáy này luôn ha. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nữa ha. Cấu tạo chắc tóc và chân tóc mỗi người nó khác nhau nha các bạn, không ai giống ai hết ha. Ở đây cái khách này phía sau phần gáy này ở dưới chân viền này các bạn, nó có hai cái đường sấy nó rất là đặc biệt nha. Nó sấy nó đen đậm mà chúng ta không thể nào mà chúng ta xóa được, trừ khi chúng ta cạo sạch sẽ thôi. Nhưng mà ở đây khách yêu cầu hết chân phương thì chúng ta phải xử lý cái chân viền này cho nó xem được là ok nha các bạn, tức là nó không đẹp lắm ha, nó sẽ có những cái đường đen mà theo cái sấy nó còn lại. Để chúng ta vuốt, chịu khó vuốt cho nó mịn chút xíu là ok ha. Đây là do nó có cái sấy chúng ta vuốt không sạch sẽ được. Ở phía sau vành tay bên phải này chúng ta cùng cắt theo cái quy trình giống như bên trái và phía sau gáy luôn nha. Tính từ chân viền lên tầm khoảng 1 cm và chúng ta kê lược đi khung. Kế tiếp thì cũng làm liên kết từ giữa lên cho nó mượt và chúng ta áp tông vuốt cái chân viền cho sạch sẽ và chấn luôn cái viền sau bên tay bên phải này luôn là xong ha. Các anh chị và các bạn có thể đi qua đi lại canh coi nó có đều chưa ha, để chúng ta cắt cho nó chuẩn, tránh trường hợp bên cao bên thấp ha, hiệu ứng cái đầu nó sẽ méo nha. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nữa ha. Tiếp tục chúng ta di chuyển về phía trước của cái phần size bên phải này ha. Phía trên vành tay này cũng cho nó cân xứng với cái size bên trái luôn nha các bạn. Cũng tính từ viền lỗ tai lên tầm khoảng 1-2 cm ha. Chúng ta canh cho nó đều nha, không phải là bên cao bên thấp nó sẽ là méo cái đầu nha các bạn. Cái phần đầu nó sẽ bị méo ha. Ở cách cái lược này thì các anh chị và các bạn không quen thì chúng ta có thể sử dụng cử 3 mm, cử số 1 ha, đi thẳng luôn vẫn được ha. Và chúng ta có thể sử dụng cử 4.5 đi khung trước và sau đó chúng ta sử dụng một cử 1.5 đi cái viền và chấn viền, nó cũng tương tự thôi nha các bạn. Ở đây thì tôi chia sẻ cách kê lược thôi ha.
Cách trắng viền này thì chúng ta có thể sử dụng tông trắng viền để chúng ta trắng cho nó nét và nó đẹp hơn ha, nếu mà các anh chị và các bạn chưa quen tay, hoặc là kéo bán chúng ta danh vẫn được nha. Cắt mái nha các bạn, ở đây thì tôi sử dụng tông tôi cắt luôn. Mái này thì yêu cầu cắt chậm chân mày ha, và chúng ta cắt cho nó liên kết về cái sai bên hông của cái phần bên phải này ha, cho nó bám vào cái cạnh phía trên chúng ta nãy đã đi khung cây lược đầu tiên á. Sau khi chúng ta cắt cái mái nó ổn thì chúng ta xoa toàn bộ phần đỉnh luôn nha các bạn, cũng chải lược vào tóc và nâng lược vuông góc phía đầu chúng ta kéo thẳng lên ha, cắt những cái ngọn tóc dài phía trên nha. Và độ dài còn lại thì cũng do chúng ta canh chỉnh ha, dài ngắn thì cũng do mình quyết định luôn nha các bạn, thấy vừa là được nha. Và cũng bằng cách xoa này thì chúng ta xoa toàn bộ phần tóc phía trên này cho nó đều nhau hết là ok ha. Đây là cách xoa bằng tông nha các bạn. Thì chút nữa thì tôi sẽ sử dụng cách xoa bằng kéo bán ở cái side bên trái ha. Ở đây thì tôi chia sẻ hai cách nha. Đây là cách xoa mái bằng kéo bén nha các bạn. Hồi nãy cách thứ nhất là xoa bằng tông rồi, ở đây là cái side bên trái chúng ta cắt bằng kéo bén ha. Cũng chải tóc từ giữa của cái phần top phía trên về bên side bên trái này nha. Và chúng ta kẹp tay vào, chúng ta cắt những ngọn tóc dài nó phủ ngay cái phần khung của cái side đầu tiên chúng ta kê lược các bạn. Chúng ta cắt cho nó đều hết là ok, và sau đó chúng ta kẹp tay, chúng ta kéo thẳng lên trên và nghiêng 75 độ về lệch về bên trái nha các bạn, để xoa những ngọn tóc dài ha. Như vậy là ok phần side bên trái luôn nha các bạn. Xịt nước làm ẩm chân viền và chúng ta cạo viền ha. Viền thì chấn bằng tông nó đã có đường nét ha, chúng ta cạo lại sạch sẽ chân viền phía dưới cho nó nét là ok nha các bạn. Viền và lỗ tai này thì chúng ta cũng cạo cho tròn trịa và không xích chắc, không răng cưa nha. Viền ở dưới gáy này cũng cạo luôn nha các bạn. Do cái gáy này nó có nhiều sấy và chúng ta đi tông nó không sạch cho nên chấn cạo luôn cho nó liền, cho nó đẹp ha. Side bên trái này cũng xịt nước làm ẩm chân viền và cũng cạo tương tự luôn nha các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem video trên kênh của Vũ Ly. Xin chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự như ý, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và cũng như thành công trong công việc. Tôi chải sơ lại cái tóc cho vào nếp để kết thúc luôn cái video nha các bạn. Đây là cái kiểu tóc chân phương thấp ha, mái chải 8-2 nha các bạn. Ok, đây là kiểu tóc khi đã hoàn thành ha. Mái chải 8-2 ha, kiểu chân phương thấp, tức là tóc chải cổ điển bình dân thấp nha. Mai trắng viền sau gáy trắng ha. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Hẹn gặp lại vào những video mới tiếp theo nha.